Dạ, Vũ Văn Giang ơi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trở lại clip mới Vũ quay về một chiếc Wanfa 110 đời mới á, cho mấy anh kiếm đi làm này kia nọ, cho người ta lỗ sẵn mình khỏi lỗ. Hôm nay Wanfa này trong hết bán ra là 19 mấy rồi, xe nó cũng nhóm lên ha. Nhóm lên 19 mấy, xe đã chạy 2.000 cây 15 triệu. Đó. Thì anh em nào ở trên điện thoại thì nói chung không có bớt ha. Điện thoại kêu bớt mà trên điện thoại không có bớt đâu, kia anh em mà muốn mua thiệt á thì đến cửa hàng đi ha. Thì có ăn thua thiệt chút đỉnh thì sẽ có bớt cho anh em chút đỉnh tiền xăng cậu qua phà qua đò có ha, đổ xăng thay nhớt gì đó. Thì xe này được kêu bán cái giá là 15 triệu, xe chạy 2.000 cây như mới. Thua xe mới chút chéo. 2018 ha. Đời này lốc bóng. Đời này lốc còn lốc bóng nha, xe như mới. Mọi chức năng thì hoạt động ok hết, không có lỡ làm. Xe như là xe mới thôi. Con ốc nó sáng quá mà nó cháy luôn. Đây từ mọi chức năng ha, mọi con ốc. Đây, hôm nay là trong hết bán ra là 19 mấy các bạn. Không có chút lỗi lầm. Đó nó không lo này. Cầm hả? Cầm ngoài hết bên này. Sạc lại. Bởi vậy ta cầm, bởi vậy nó có 2.000 cây rồi các bạn. Còn đủ đồ 2 kiến 2 chìa khóa ha. 2.200 à. Cái này ok hết ha. Yên rồi nè. Nhưng mới. Số phú tăng các bạn ơi. Nói chung xe này chỉ thua xe mấy chút thôi. Lúc trước chưa mở cho gì hết trơn ha. Đường sáng bóng. Dạ thì sẵn làm chung cái clip Alpha này với chiếc phu mập dọn quê, máy móc ngon lành cứng khừ nha bạn, mà không hú hí luôn, máy ngon lắm. Máy này cái người trước đã sử dụng, người ta làm máy êm lắm, nổ gam ti như đạn luôn các bạn. Dạ, cái hơi thấy ghê không? Hơi thấy ghê lắm. Mà nó hơi hó ha. Giá thì rất là ba game thôi. 20 triệu lên 500 ngàn. rất là rẻ luôn. Tại vì cái người sử dụng trước người ta đã lỗ rồi, mình khỏi lỗ. Đó, thì áo ghim sơn lại ha. Lốc máy đầu có sơn, lốc máy cái đời này là đời màu xám á. Đời 2012. Áo sơn lại quay rất đẹp ha. Rồi bánh mâm là ghim nha, đồ đạc theo ghim nguyên bản chứ dựng lại vậy thôi. Nhưng mà cái người khách tự người ta dựng luôn. Hồi nay người ta chán người ta bán lại thôi. Xe máy ok, hoạt động bình thường, ngon lành, ít hao xăng. Đời 2012 dọn quay y đó. Còn quay màu xanh nè. Nhìn thì cũng rất là đã ghiền ha. Đây chỉ là quay y giả thôi. Nói chung nó chạy ok, chạy bốc dữ lắm. Tết mấy cái nữa cho các bạn tham khảo lại cái nữa ha. Thì cái thuộc nai này ha. Thuộc nai này là thuộc nai
500 mấy, không phải đợt này xịn ha. Đồ đạc thì liền do các bạn, đồ có khuôn mặt hết trơn ha. Đồ đạc liền do. Xe có làm máy rồi nha. Rồi ok, đầu zin nguyên bản. Chỉ dừng lại dán có quay thôi. Rồi kết thúc clip các bạn ơi. Rồi anh em nào muốn mua xe bán xe gì cứ liên hệ Vũ ha. Ví dụ có thể có kêu quay đi quay những chiếc xe cọp đó thì liên hệ Vũ là 038 7325 993, đó là số điện thoại của Vũ ha. Rồi xin đăng ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip mới.